Chào mừng các bạn đã quay trở lại với 88 Studio, lại là mình Linh Trang đây. Nếu như các bạn đã khá quen thuộc với các dòng laptop chạy hệ điều hành Windows, Mac OS thì ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một chiếc laptop mới chạy một hệ điều hành mới mang tên Chrome OS. Đấy chính là chiếc Samsung Galaxy Chromebook đang ở ngay bên cạnh mình đây. Nếu xét về mặt hiệu năng này, mức giá, trải nghiệm thì mình đánh giá rằng con máy này thực sự là ngon. Nhưng trên thực tế thì tại Việt Nam lại không có quá nhiều người sở hữu một chiếc Chromebook. Và muốn biết lý do vì sao thì hãy xem hết video này của mình nhé. Nói sơ qua về Chromebook thì đây là một dòng máy 2 trong 1 chạy hệ điều hành Chrome OS và cái giao diện sử dụng của nó thì cũng sẽ hơi khác những chiếc máy tính khác một chút. Các bạn sẽ không thể cài đặt những cái ứng dụng của Windows hay Mac OS trên chiếc máy này mà chỉ có thể cài đặt các tiện ích mở rộng Chrome hoặc các ứng dụng Android mà thôi. Và một ưu điểm của Chromebook đấy là sự tiện dụng, gọn nhẹ và mức giá thì lại rẻ hơn các dòng máy tính xách tay thông thường bởi em nó đã được cắt giảm đi một số yếu tố như là các phần mềm này, bàn phím số hay là các cổng kết nối. Đầu tiên là về thiết kế, con máy này thì có một thiết kế rất là sang, rất là mỏng và trọng lượng đâu đấy chỉ khoảng 1kg thôi nên rất là gọn nhẹ. Và phần build máy thì được làm từ kim loại nên cảm giác cầm nắm rất là chắc tay này, rất là yên tâm. Và theo như cá nhân mình nghĩ thì có lẽ đây là con máy mỏng nhất ở trên thị trường thời điểm hiện tại. Vừa đẹp, vừa sang mà lại còn mỏng như thế này thì chắc chắn là các bạn nữ sẽ rất thích. Con máy này thì có đi kèm theo một cái bút cảm ứng ở phía bên hông để hỗ trợ cho các cái công việc sáng tạo, vẽ vời khá là hay. Các bạn có thể thấy là cái bút này được đính kèm máy một cách rất là tinh tế luôn, có thể dễ dàng lấy ra chỉ bằng một nút bấm. Và cái việc bút gắn với máy như thế này sẽ giúp người dùng không bị quên hay là làm mất bút. Ngoài ra thì còn có thêm hai cổng Type-C, một cổng 3.5 và một khe micro SD để hỗ trợ các bạn khi sạc, cắm tai nghe hoặc là lắp thẻ nhớ vào. Một điểm mà mình thấy rất là ngon ở con máy này đấy là chỉ với mức giá khoảng 14 triệu mà em nó lại được trang bị hẳn một màn hình AMOLED 4K chuẩn màu. Chiếc màn này phải nói là rất là nịnh mắt, hình ảnh cho ra rất là đẹp và mình có thể tự tin khẳng định rằng các bạn sẽ không thể tìm thấy một con máy mới nào có màn đẹp như thế này mà dưới 20 triệu cả đâu. Về phần cấu hình thì mình cũng không thấy có gì quá là đặc sắc cả. Con máy này chỉ được trang bị một cấu hình chip Intel Core i5 Gen 10 với 4 nhân và 8 luồng thì cũng chỉ đủ để các bạn có thể làm các cái tác vụ thông thường như là đọc báo, xem phim, lướt web hay là soạn thảo văn bản, làm slide mà thôi. Bởi chạy Chrome OS nó khá là tương tự với Android nên các bạn có thể tải về và sử dụng các phần mềm như trên một chiếc điện thoại Android. Chính vì thế mà các bộ phần mềm sáng tạo như là Photoshop, AI hay là các trò chơi đều sẽ mang giao diện trên mobile. Dù đây là điểm trừ đối với một số người nhưng cá nhân mình thì thấy nó khá là dễ dùng đấy chứ. Về thời lượng pin thì mình khá là bất ngờ bởi vì con máy này pin khá là trâu nha, sẽ dùng được khoảng từ 7 đến 8 tiếng. Bởi vì thực chất thì cũng chỉ là các cái tác vụ cơ bản thôi mà. Và với cái nhu cầu xem phim, nghe nhạc và giải trí cơ bản thì mình thấy âm thanh của con này rất là ổn. Âm thanh nghe khá là ấm và rõ ràng. Sau một khoảng thời gian dài trải nghiệm và sử dụng thì mình cảm thấy con máy này có thể đáp ứng tốt được cái nhu cầu sử dụng của bản thân mình hay là cái nhu cầu sử dụng đơn thuần của các bạn học sinh, sinh viên hay là các bạn nữ. Tuy nhiên thì có một thực tế đấy là chiếc Samsung Galaxy Chromebook này lại không thực sự được ưa chuộng ở trên thị trường. Hay nói cách khác là khá là ít người dùng nó. Vậy lý do là vì sao? Đầu tiên cái mà mọi người quan ngại nhiều nhất đấy là một hệ điều hành lạ lẫm.
cái mà khác với những con máy thông thường mọi người hay dùng. Thật ra điều này cũng dễ hiểu thôi, bất cứ ai khi mua một món đồ gì thì cũng thường hướng tới những thứ mà mọi người cảm thấy quen thuộc này, mọi người cảm thấy là nhiều người dùng. Con máy này thì lại sử dụng hệ điều hành Chrome OS, chính vì vậy mà nó không nhận được quá nhiều sự chú ý của mọi người. Thứ hai, chính bởi chạy hệ điều hành Chrome OS nên chiếc máy này sẽ có phần hơi hạn chế ở các cái công cụ sáng tạo chuyên nghiệp. Và nếu như các bạn thường xuyên phải sử dụng các cái công cụ sáng tạo chuyên nghiệp để phục vụ nhu cầu học tập, làm việc, thì một chiếc máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac OS sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn và hiệu quả hơn. Thứ ba, có nhiều người luôn muốn chọn những con máy có RAM ổ lớn hay là khả năng nâng cấp tốt để có thể thoải mái sử dụng nhiều năm. Trong khi đấy thì dòng Chromebook thường sẽ là RAM on main, không thể nâng cấp được. Chính vì vậy mà có nhiều người sẽ ái ngại về cái khả năng sử dụng lâu dài của con máy này. Hiện tại thì có rất nhiều ý kiến trái chiều về dòng Chromebook, có người thì khen, có người thì chê. Đối với cá nhân mình thì bất kỳ một sản phẩm nào cũng sẽ có những điểm mà mình thích hoặc không thích. Quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp. Và nếu như các bạn chỉ cần một con máy có thiết kế đẹp này, mức giá hợp lý và có thể đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng cơ bản thôi, thì con máy này là một cái sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Và trên đây là những cảm nhận của mình về chiếc Samsung Galaxy Chromebook. Nếu như các bạn có điểm gì thích hoặc không thích về con máy này, có thể để lại bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ, Linh Trang xin chào và hẹn gặp lại. Bye!